Thưa quý vị, đúng ngày này của 70 năm về trước, Việt Nam đã tạo nên một cơn chấn động địa cầu mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ không đơn thuần là thắng lợi chiến lược, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, mà còn thể hiện sự kiên cường, ý chí bất khuất, lòng đoàn kết toàn dân dưới sự dẫn dắt, mưu lược của những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Trong đó, người nắm vai trò quan trọng chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự đại tài. Và trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin phép không nhắc lại những trang sử hào hùng mà mỗi người Việt đều thuộc lòng, mà chỉ xin chia sẻ những điều bình dị phía sau cuộc chiến, nhưng làm nên một danh nhân, nhà văn hóa, một thầy giáo yêu hòa bình, luôn hết lòng vì sự phát triển của dân tộc. Lật dở từng tấm thiệp chúc mừng năm mới với chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng, anh Tùng vẫn không khỏi bồi hồi về vị danh tướng mang tầm thế giới nhưng lại vô cùng gần gũi, bình dị và sâu sắc. Một trong những kỷ niệm mà tôi được một cái nhà báo rất nổi tiếng người Nhật và chính là cái tác giả bức ảnh chụp Đại tướng năm 1973 tại sân bay Gia Lâm, đó là ông Muno. Thì rõ ràng là cái cảm xúc của cái người báo chí người nước ngoài, họ luôn luôn viết về ông với một cái câu chuyện là tôi không phải là đang nói chuyện với một vị tổng tư lệnh của quân đội, mà tôi đang nói chuyện với một nhà văn hóa, bởi vì ông có rất nhiều kiến thức mà tôi không gặp được ở những nhà quân sự khác. Đấy cũng là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là cái tầm ảnh hưởng của Đại tướng nó bao trùm lên nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng. Trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo quốc tế Stanley Kanau, tác giả cuốn sách Việt Nam A History, Đại tướng đã nói: "Xin nhớ, tôi là vị tướng chiến đấu vì hòa bình. Nếu không trở thành người lính, có lẽ tôi vẫn là một thầy giáo, có thể dạy triết học hoặc lịch sử." Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều những thế hệ Việt Nam sau này đều cảm thấy rằng cái câu nói của Đại tướng nó bao trùm rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, rõ ràng là ông xuất thân từ một người rất bình thường, yêu văn hóa, yêu lịch sử, và buộc ông phải trở thành một vị tướng trong cái hoàn cảnh mà đất nước cần. Sau đó khi mà ông đã làm tròn cái vai trò của ông thì ông cũng trở thành một người bình thường. Khi cái hình ảnh đời thường của ông xuất hiện dưới góc nhìn báo chí, dưới góc nhìn của những nhà văn hóa, đặc biệt là cả những cái phái đoàn nước ngoài, thì cái câu chuyện của ông cũng không nói nhiều lắm về cuộc đời binh nghiệp, mà ông sẽ nói chuyện rất nhiều vấn đề liên quan đến xã hội, liên quan đến khoa học và liên quan đến giáo dục. Coi trọng lịch sử, văn hóa, giáo dục và hòa bình, cuộc đời Đại tướng đã có rất nhiều nhân duyên gắn bó với Phật giáo. Từ hiến pháp của nhà nước non trẻ Việt Nam năm 1946, khi đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bí thư Đảng, Đoàn Chính phủ, đã ký sắc lệnh với nội dung tôn trọng tự do tín ngưỡng và không được xâm phạm vào đình, đền, chùa, nhà thờ, các công trình tôn giáo. Mái chùa che chở hồn dân tộc không chỉ là biểu tượng văn hóa của Việt Nam, mà trong thời chiến, chùa còn là căn cứ cách mạng. Chư Tôn Đức Tăng Ni đã luôn xả thân che giấu, bảo vệ sự an toàn cho các chiến sĩ, nhà hoạt động cách mạng. Riêng đối với Đại tướng ấy thì rất nhiều lần là làm việc ở trong các đình, các đền hay là chùa. Mình chỉ nói là ví dụ quanh Hồ Tây chẳng hạn, những lúc căng thẳng thì Đại tướng đi thường đi bơi thuyền ở quanh Hồ Tây. Thế và nghỉ thì là lên các chùa. Bây giờ các bạn thấy có thể rất nhiều chùa quanh Hồ Tây thì chùa nào Đại tướng cũng lên nghỉ ngơi, đồng thời cũng trao đổi và suy nghĩ với các đồng chí giúp việc về các cái công việc. Trong những năm tháng chiến tranh, chùa Sùi là nơi sơ tán của nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể, trong đó có trường đào tạo kiểm sát viên. Năm 2005, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Thượng tọa Thích Thanh Phương, trụ trì chùa, đã tiến hành tôn tạo, phục dựng lại chùa. Và nhân duyên trong một lần đến thăm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng tiến ủng hộ chùa 2 triệu đồng để tôn tạo. Khi trao số tiền này cho Thượng tọa Thích Thanh Phương, Đại tướng nói: "Đây là số tiền trích ra từ tiền lương của tôi, là tấm lòng của tôi, mong nhà chùa hãy nhận." Khi mà Đại tướng cũng phát một cái tâm để đóng góp cho cái công việc tôn tạo khu di tích thì chúng tôi rất là phấn khởi. Và Đại tướng có dặn đây là một cái tấm lòng thơm thảo để cúng dâng cho nhà chùa, để nhà chùa tôn tạo khu di tích này được khang trang và tố hảo. Năm 2007, trong lần thứ hai về quê hương,
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến tư gia thăm đại tướng. Thiền sư đã họa tặng đại tướng bức thư pháp với dòng chữ: "Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn", như muốn nói con đường ấy, con người ấy, tất cả là chân thật, như mùa xuân của tình huynh đệ, của sự chất hòa ấm áp một nhà. Ông Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào thì ông đã mừng lắm. Ông nói tức là lần trở về thứ hai này, tôi được vào chúc thọ đại tướng sức khỏe và quốc thái dân an. Và tôi quan sát khuôn mặt, tôi thấy một người không cười thì ông rất vui. Và khi ông nói chuyện thì thôi rồi. Từ ông ấy dùng đương nhiên là từ nhà Phật rất nhiều nhưng rất dễ hiểu. Và có một chi tiết mà tôi ấn tượng nhất. Ông lặng lặng nói với người nhà ra ngoài ngõ, lấy một chùm hoa cau vào để tặng thiền sư. Và trong cuộc nói chuyện sôi nổi lắm. Và cuộc nói chuyện không dứt được. Thì đấy là cuộc nói chuyện tôi thấy ấm áp nhất, lâu nhất. Đặc biệt năm 2008, trong khuôn khổ đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày nhập Niết Bàn của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ban tổ chức hội thảo khoa học Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Con người và sự nghiệp đã gửi thư mời đại tướng với tư cách là vị chủ tịch danh dự của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời là một danh nhân, một vị tướng của thời đại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, đại tướng không thể về tham dự nên đã gửi bức thư đến ban tổ chức để động viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khách mời. Đại tướng nhấn mạnh lịch sử lâu đời của Phật giáo du nhập hơn 2.000 năm vào đất nước chúng ta, đã hòa nhập với cái nền văn hóa dân tộc này và góp phần to lớn vào cái sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đầu thư đại tướng nhấn mạnh cái vấn đề ấy. Như thế là đại tướng đã đánh giá rất cao cái vai trò, vị trí của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc của chúng ta. Việt Nam và Phật giáo tuy hai mà một. Cũng trong bức thư, đại tướng mong quý đại biểu đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ công lao sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, của Phật giáo Trúc Lâm, đặc biệt là tinh thần hòa hiếu, hòa hợp của Phật giáo, qua đó thực hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc mà Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm là một ví dụ điển hình nhất. Thời nhà Trần, vua Quang nhà Trần đã lấy tinh thần của Phật giáo, tinh thần hòa hiếu của Phật giáo, tinh thần hòa hợp của Phật giáo để tạo nên một cái sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Đại Việt chúng ta thời đó, tạo nên một cái sức mạnh vô địch để chống giặc ngoại xâm. Và cũng thông qua cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc đó đấy, để xây dựng một cái đất nước Đại Việt hùng cường. Thì ngày nay đại tướng cũng mong như thế. Chúng ta hãy lấy tinh thần Phật giáo, lấy cái tư tưởng nhân bản của Phật giáo, lấy cái tinh thần hòa hợp của Phật giáo để xây dựng một cái xã hội của chúng ta. Mà trong này đại tướng nói rõ là để góp phần thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cùng với sự quan tâm, ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, thì đại tướng còn áp dụng Phật giáo vào cả cuộc sống thường nhật. Từ những năm 80, trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu, ngày 2 buổi sáng, chiều, đại tướng đều thực hành thiền như một phương pháp rèn luyện sức khỏe. Nguồn năng lượng tỏa ra từ đại tướng khiến đại tá nhà báo Trần Hồng xúc động khi nhớ lại buổi chụp ảnh hôm đó. Cái ngày đó là ngày tôi từ 5:30 sáng đến 21:30, tức là trọn vẹn một ngày với ở nhà Võ Nguyên Giáp. Thì ngày hôm đó là tôi chụp được nhiều nhất. Và khi ông thiền thì khi ấy tôi ngây mất luôn. Khi đấy thì tôi chỉ nghĩ một điều đấy là gì? Tức là thế là trời, không gian giữa là đất. Và chỉ một mình Võ Nguyên Giáp ở giữa cái vườn 30 Hoàng Diệu, và ông sẽ nhận được rất nhiều năng lượng. Tôi cảm như thế. Và chính cái cảm này tôi cũng mê thiền rất là ghê. Nhiều người hỏi là thế làm sao mà đại tướng giữ sức khỏe? Thì đại tướng nói là việc tốt thì cố gắng mà làm, việc xấu thì cố gắng mà tránh. Tức là trong đấy là có, mình nghĩ là nếu mà quan niệm đạo Phật thì đấy cũng là cái tu. Tức là phải cố gắng thì mới làm được việc tốt, và phải cố gắng thì mới tránh được việc xấu. Đấy là những câu gọi là cũng nôm na như cái
triết lý của Phật thôi, nhưng mà rất là đơn giản, mà cũng không phải là dễ làm. Còn cái mà đại tướng luôn nói ra là câu dĩ công vi thượng, tức là quên mình đi nhưng mà đặt việc công lên, tức là chính là vì cái chung, nhưng mà là chính là cái triết lý của Phật là giúp đời, cứu nhân độ thế, vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc. Đại tướng đã ra đi, nhưng những tình cảm gắn bó giữa Phật giáo với gia đình đại tướng vẫn vẹn nguyên. Hàng năm, Chư Tôn Đức Tăng Ni vẫn dành thời gian thăm viếng, tụng kinh chúc phúc đến đại tướng. Nhiều ngôi chùa cũng giống như chùa Sủi, dành không gian trang nghiêm để thờ phụng vị tướng lĩnh tài ba, vị anh hùng dân tộc. Giữa cái sự tình cảm của gia đình, cũng như là khi đại tướng ra đi, cùng với gia đình có phần chăm lo cái phần tâm linh, cầu nguyện cho đại tướng để sang thế giới bên kia được cao đăng Phật quốc, xuất phát từ những cái tình cảm đó, và cũng như là gần gũi với con cháu của đại tướng trong gia đình. Và những cái buổi lễ ngay từ đầu thì gia đình cũng thành tâm, và chúng tôi thì cùng các hòa thượng cũng tổ chức các cái buổi lễ, trong đó có chùa Sủi, để lễ kỷ niệm cũng như lễ tri ân tới đại tướng và lễ cầu siêu hồi hướng tới công đức cho đại tướng. Có thể thấy đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là thiên tài quân sự, người kiến tạo nên thiên sử vàng Điện Biên, mà còn là hình tượng tiêu biểu cho một danh nhân văn hóa dung dị, nhân văn và có những mối lương duyên đáng trân trọng với Phật giáo. Tôn giáo yêu trụng hòa bình luôn đồng hành cùng dân tộc.